những ngày cuối tháng 5 tại nước Anh trở nên quá quen thuộc khi mà chức vô địch Premier League đã có lần thứ 3 liên tiếp rơi vào tay thầy trò Pep Guardiola. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã bắt đầu đi đến cái đích của mình. Chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng đấu nữa, bàn cờ sẽ chính thức ngã ngũ. Dù cuộc đua vô địch đã sớm xác định, nhưng không vì thế mà tính khắc nghiệt của chặng đua cuối cùng bị giảm đi. Nhất là trong bối cảnh các đội đang cạnh tranh cho mình một suất đá C1 đang rất gắt gao. Tiêu biểu ở đây chính là vị trí thứ 4 của Man United và vị trí thứ 5 của Liverpool, hoàn toàn có khả năng thay đổi bất kỳ lúc nào. Một trong những yếu tố có thể tạo nên sự thay đổi lớn nhất chính là trận đấu giữa Man United và Chelsea. Một trận đấu mà người ta hoàn toàn có thể xem là trận derby bởi chất lượng và dàn sao số hai đội mang tới. Số phận của Chelsea lúc này đã được an bài. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến thầy trò Erik ten Hag. Vì thế, sự khốc liệt chắc chắn là điều không phải bàn cãi. Nói vị trí của Chelsea đã được an bài không đồng nghĩa với việc đội bóng này sẽ chấp nhận số phận phơi áo trước bầy quỷ. Mà thực tế, dù thời gian vừa qua The Blues thi đấu cực kỳ bạc nhược, nhưng họ vẫn có cái uy của mình, vẫn có một dàn sao số chất lượng chẳng thua kém gì Man United. Vấn đề của họ giờ đây chỉ là một phong độ thật tốt cùng với một triết lý rõ ràng. Và biết đâu được, tập thể đội chủ sân Stamford Bridge sẽ xem một chiến thắng trước Man United là liều doping tinh thần đủ mạnh để họ quên đi mùa giải thất vọng năm nay và hướng đến một mùa giải 2023-2024 đầy hy vọng sắp tới. Câu chuyện của Chelsea nghe có phần thuộc về tương lai nhiều hơn, nhưng đối với đội chủ nhà thì ngược lại. Họ phải chiến đấu cho thực tại, vì ngay phía sau họ đang là một Liverpool cực kỳ thèm khát vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách lúc này mà đội bóng thành phố cảng tạo ra cũng chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Một con số hoàn toàn có thể bị săn lấp bất kỳ lúc nào. Huấn luyện viên Erik ten Hag cũng thừa hiểu, việc chỉ đoạt một chiếc cúp mùa giải năm nay nhưng lại mất vé dự C1 là một thất bại to lớn. Vì thế, chắc chắn ông đang tìm rất nhiều cách để phù phép sân vận động Old Trafford ngày 26 tháng 5 tới sẽ trở thành một pháo đài đi dễ khó về với Chelsea. Như đã đề cập, Chelsea lúc này đang rơi vào một chuỗi thất vọng triền miên. Họ có lẽ đã cầu nguyện và thở phào khi mình đã chắc suất trụ hạng. Vì chỉ vài vòng đấu trước, Chelsea vẫn còn nằm trong danh sách các đội bóng có thể xuống hạng nếu cứ thua từ đó cho đến hết mùa giải. Thực tế đây chẳng phải là một thành tích gì đáng vẻ vang với Chelsea, bởi họ đã đổ cả núi tiền vào đây, mua hàng tá những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chắc chắn không phải là để cạnh tranh vị trí thứ 12 như lúc này. Điều đó phản ánh rất rõ ràng rằng Chelsea đang thực sự không ổn. Đội bóng này bất ổn từ lối chơi, phong độ cho đến cả trong phòng thay đồ. Tất cả đã tạo ra một màu xám xịt phủ đầy đội bóng. Dù chỉ là huấn luyện viên tạm quyền, nhưng rõ ràng việc không tạo ra được sự tích cực đang khiến cho Frank Lampard nhận về vô số màn chỉ trích. Các học trò của L8 chơi thống đá nhạt nhòa, thiếu bản sắc. Tinh thần thi đấu thì cũng yếu kém. Cụ thể, đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard chỉ thắng được 1 trong 12 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường. Trên sân khách, Chelsea cũng rất yếu kém khi để thua 12, hòa 3 và chỉ thắng 2 trong 17 trận vừa qua. Do đã trụ hạng thành công, Chelsea không còn động lực phấn đấu trận này. Khả năng giành chiến thắng của Man United vì thế càng cao. Bên phía đối diện, đội chủ nhà dù bị Liverpool bám đuổi kịp phía sau, nhưng lúc này, phong độ của đội bóng được dẫn dắt bởi Erik ten Hag vẫn đang cực kỳ cao. Họ đang thể hiện phong độ rất ấn tượng, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Thành tích của Quỷ Đỏ đang cho thấy một sự khủng khiếp đến đáng sợ. Thống kê cho thấy, trong 20 trận gần nhất chơi tại Old Trafford, Quỷ Đỏ giành chiến thắng 17 và hòa 3 trận. Riêng tại Hoàng Anh, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag không để lọt lưới trên sân nhà ở 6 vòng đấu vừa qua. Quan trọng hơn, Man United vẫn còn lý do để phải thi đấu hết mình ở trận này. Họ cần ít nhất một điểm nữa mới chính thức giành vị trí thứ 4 tại Ngoại Anh mùa này, đồng nghĩa với một tấm vé dự cúp C1 Champions League mùa sau. Như vậy, ngoài phong độ ra thì yếu tố tinh thần lúc này cũng đang nghiêng hẳn về phía các cầu thủ chủ nhà. Bởi Chelsea thì chẳng còn gì để cố gắng, có chăng họ sẽ nỗ lực để giúp phần còn lại của mùa giải không trở nên thảm họa. Còn Man United thì khác, tấm vé C1 vẫn chưa thể chắc chắn nằm trong túi của họ. Liverpool đang trực chờ và sẵn sàng cướp nó đi bất kỳ lúc nào. Vì thế, Quỷ Đỏ phải tự cứu lấy mình trước khi quá muộn. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc một đội hình mạnh nhất cùng những chiến thuật tối ưu nhất đã được phê duyệt để chờ sẵn Chelsea. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh lịch sử đối đầu thì những con số cho chúng ta thấy được rất nhiều điều thú vị. Trong 5 trận đấu đối đầu gần nhất, kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2020, Chelsea và Man United vẫn chưa thể nào phân định được đâu là người chiến thắng. 5 trận đấu đó đều là 5 trận đấu có kết quả hòa. Vì thế yếu tố lịch sử lúc này đang nằm ở giữa chứ không nghiêng về bất kỳ ai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trận đấu giữa hai đội sắp tới đây chắc chắn sẽ diễn ra theo kịch bản khó đoán, kể cả kết quả hòa cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Xét về nhân sự, sự đối lập cũng được thể hiện rõ nét. Với đội chủ nhà, họ nhận tin vui khi tiền đạo Marcus Rashford đã khỏi ốm. Anh sẵn sàng ra sân từ đầu trong trận đấu với Chelsea. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chân sút Anthony Martial sẽ phải trở lại băng ghế dự bị. Quỷ Đỏ vẫn còn thiếu vắng trung vệ Lisandro Martinez, tiền vệ Marcel Sabitzer do chấn thương.
Do trận đấu có ý nghĩa với Man United nên huấn luyện viên Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Trong khi đó, Chelsea đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt là hàng thủ. The Blues không có được sự phục vụ của Marco Correa, Kalidou Koulibaly, Ben Chilwell và Benoit Badiashile do chấn thương. Bên cạnh đó, N'Golo Kanté và Reece James cũng sẽ đều vắng mặt. Trước tình hình như vậy, không khó để hình dung rằng thế trận sẽ nghiêng về Man United. Các học trò của Ten Hag chắc chắn sẽ tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên để nhanh chóng tìm được bàn thắng. Đó là khi lão tướng Thiago Silva phải làm việc hết công suất nếu không muốn Kepa phải khóc thét. Đối đầu với trung vệ 37 tuổi sẽ là Marcus Rashford trẻ khỏe, nhanh nhẹn và khả năng xử lý 1-1 ấn tượng. Cuộc chiến rất kinh nghiệm và sức trẻ diễn ra trước mặt khung thành Chelsea. Không thể đua tốc độ với Rashford, Silva sẽ chủ động di chuyển trước để cắt những đường chọc khe chéo sân của Bruno cho Rashford. Còn phía cánh trái, với việc Chilwell đang chấn thương, Lewis Hall sẽ có một khóa học rèn luyện tâm tĩnh với chiếc Compa Anthony. Khả năng dây lắt léo nhưng muốn trêu người đối thủ của cầu thủ người Brazil sẽ là thử thách lớn cho Hall. Tài năng sinh năm 2004 sẽ phải truy cản Anthony bằng mọi giá, bởi nếu anh bị vượt qua, cấm địa của Chelsea át hẳn gặp nguy. Lý thuyết là như thế, nhưng thực tế có thể diễn ra theo chiều hướng rất khác, giống như trận đấu giữa Liverpool và Man United. Đâu ai nghĩ một quỷ đỏ thăng hoa lại bị người Liverpool đè bẹp dí một cách nhục nhã đến như vậy. Nên nhớ rằng, Liverpool lúc đó cũng không thực sự đạt được ngưỡng phong độ cao nhất của mình, trong khi quỷ đỏ thì đêm ấy vẫn đang rất thăng hoa với chuỗi thắng giải miên man. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đẳng cấp của lữ đoàn đỏ đã trỗi dậy và giúp họ giành chiến thắng. Đẳng cấp của một đội bóng lớn đó là thứ mà Chelsea có, thậm chí nó còn chẳng thua kém bất kỳ một đội bóng nào thuộc nhóm Big Six. Vấn đề ở đây là liệu Chelsea có thể bung hết sức mình để có thể mang đến nhà hát của những giấc mơ phiên bản tốt nhất có thể hay không mà thôi. Về phía Man United, họ mới chính là những người phải lo lắng nhất vào lúc này. Bởi chỉ cần một trận xảy chân trước Chelsea, vị thế và nỗ lực của họ suốt mùa giải năm nay rất có thể sẽ phải đổ sông đổ bể. We'll be right back.